Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 72. Hỡi Đức Chúa Trời, xin ban cho vua sự xét đoán của Chúa và ban cho vương tử sự công bình của Ngài. Người sẽ đoán xét dân sự Chúa cách công bình, xử kẻ khốn cùng cách ngay thẳng. Nhưng vì công bình, các núi và gò nổng sẽ đem bình an đến cho dân sự. Người sẽ đoán xét kẻ khốn cùng của dân, cứu con cái người thiếu thốn và chà nát kẻ hà hiếp. Hễ mặt trời mặt trăng còn có bao lâu thì chúng nó kính sợ Chúa bấy lâu cho đến muôn đời. Vua sẽ giáng xuống như mưa trên cỏ mới phát, khác nào giọt của trận mưa tưới đất vậy. Trong ngày vua ấy, người công bình sẽ hưng thịnh, cũng sẽ có bình an dư dật cho đến chừng mặt trăng không còn. Người sẽ quản hạt từ biển này tới biển kia, từ sông cho đến cùng trái đất. Những người ở đồng vắng sẽ cúi lại trước mặt người, còn các kẻ thù nghịch người sẽ liếm bụi đất. Các vua Taresi và những cù lao sẽ cống thuế cho người. Vua Saba và vua Seba sẽ cống lễ cho người. Phải, hết thảy các vua ấy sẽ sắp mình xuống trước mặt người. Các nước sẽ phục sự người. Vì người sẽ giải kẻ thiếu thốn khi nó kêu cầu và cứu người khốn cùng không có ai giúp đỡ. Người sẽ thương xót kẻ khốn cùng, người thiếu thốn và cứu linh hồn của người thiếu thốn. Người sẽ chuộc linh hồn họ khỏi sự hà hiếp và sự hung bạo, cũng sẽ xem huyết họ là quý báu. Người sẽ được sống và thiên hạ sẽ dâng vàng sa ba cho người. Người ta sẽ cầu nguyện cho người luôn luôn và hằng ngày chúc phước cho người. Sẽ có dư dật ngũ cốc trên đất và trên đỉnh các núi. Bông trái nó sẽ lào xào như li băng, còn người ở thành thị sẽ hưng thạnh như cỏ của đất. Danh người sẽ còn mãi mãi. Hễ mặt trời còn đến chừng nào, danh người sẽ noi theo chừng nấy. Người ta sẽ nhân danh người mà chúc phước nhau. Các nước đều sẽ xưng người là có phước. Đáng ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của Israel. Chỉ một mình Ngài làm những sự lạ lùng. Đáng ngợi khen danh vinh hiển Ngài đến đời đời. Nguyện khắp trái đất được đầy sự vinh hiển của Ngài. Amen. Amen. Chung các bài cầu nguyện của David, con trai Isai. Chương 4. Vậy, chúng ta sẽ nói Abraham, tổ phụ chúng ta, theo xác thịt đã được ích gì? Thật thế, nếu Abraham đã được xưng công bình bởi việc làm, thì có cớ khoe mình. Nhưng trước mặt Đức Chúa Trời, không có như vậy. Vì Kinh Thánh có dạy chi? Abraham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người. Và đối với kẻ nào làm việc thì tiền công không kể là ơn nhưng kể như là nợ. Còn kẻ chẳng làm việc chi hết nhưng tin đấng xưng người có tội là công bình, thì đức tin của kẻ ấy kể là công bình cho mình. Ấy vậy, vua David cũng tỏ ra cái phước của người mà Đức Chúa Trời kể cho là công bình chẳng bởi việc làm mà rằng: phước thay cho kẻ lỗi mình được tha thứ, tội mình được che đậy. Phước thay cho người mà Chúa chẳng kể tội lỗi cho. Vậy lời luận về phước đó chỉ chuyên về kẻ chịu cắt bì mà thôi sao? Cũng cho kẻ không chịu cắt bì nữa. Và chúng ta nói rằng đức tin của Abraham được kể là công bình cho người. Nhưng được kể thế nào? Khi người đã chịu cắt bì rồi hay là khi người chưa chịu cắt bì? Ấy không phải sau khi người chịu cắt bì bèn là trước. Vậy người đã nhận lấy dấu cắt bì như dấu ấn của sự công bình mà người đã được bởi đức tin khi chưa chịu cắt bì, hầu cho làm cha hết thảy những kẻ tin mà không chịu cắt bì, đặng họ được kể là công bình, và cũng làm cha những kẻ chịu cắt bì, tức là cha những kẻ không những chịu cắt bì thôi, lại cũng noi theo dấu đức tin mà Abraham tổ phụ chúng ta đã có trước khi chưa chịu cắt bì vậy. Và ấy chẳng phải bởi luật pháp,
mà có lời hứa cho Abraham hoặc dòng dõi người lấy thế gian làm gia nghiệp bèn là bởi sự công bình của đức tin. Vì nếu bởi luật pháp mà được hưởng gia nghiệp thì đức tin ra vô ích, lời hứa cũng bỏ rồi. Vì luật pháp sinh ra sự giận, song đâu không có luật pháp thì đó cũng không có sự phạm luật pháp. Vậy nên bởi đức tin mà người ta trở nên kẻ ăn gia tài, hầu cho sự ấy được bởi ân điển, và cho lời hứa được chắc chắn cho cả dòng dõi Abraham, chẳng những cho dòng dõi dưới quyền luật pháp mà cũng cho dòng dõi có đức tin của Abraham, là tổ phụ hết thảy chúng ta, y như lời chép rằng: ta đã lập ngươi làm cha nhiều dân tộc. Thật, người là cha chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, tức là đấng người đã tin, là đấng ban sự sống cho kẻ chết, gọi những sự không có như có rồi. Người cậy trông khi chẳng còn lẽ trông cậy, cứ tin và trở nên cha của nhiều dân tộc, theo lời đã phán cho người rằng: dòng dõi ngươi sẽ như thế ấy. Người thấy thân thể mình hao mòn vì đã gần đầy 100 tuổi, và thấy Sara không thể sinh đẻ được nữa, song đức tin chẳng kém. Người chẳng có lưỡng lự hoặc hồ nghi về lời hứa Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin và ngợi khen Đức Chúa Trời, vì tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm trọn được. Cho nên đức tin của người được kể cho là công bình. Vả ấy chẳng phải chỉ vì một mình người mà có chép rằng đức tin người đã được kể cho là công bình, nhưng cũng vì chúng ta nữa. Đức tin sẽ được kể là công bình cho chúng ta là kẻ tin đấng đã làm cho Đức Chúa Giêsu Chúa chúng ta sống lại từ trong kẻ chết. Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta. Chương 5. Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, là đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn này, là ơn chúng ta hiện đang đứng vững. Và chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. Nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sinh sự nhịn nhục, sự nhịn nhục sinh sự rèn tập, sự rèn tập sinh sự trông cậy. Vả sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Vả họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào. Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là dường nào. Nào những thế thôi, chúng ta lại còn khoe mình trong Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, nhờ Ngài mà chúng ta hiện nay đã được sự hòa thuận. Cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Vì trước khi chưa có luật pháp, tội lỗi đã có trong thế gian, song chưa có luật pháp thì cũng không kể là tội lỗi. Nhưng từ Adam cho đến Môi-se, sự chết đã cai trị cả đến những kẻ chẳng phạm tội, giống như tội của Adam là người làm hình bóng của đấng phải đến. Song tội lỗi chẳng phải như sự ban cho của ân điển. Vì nếu bởi tội lỗi của chỉ một người mà mọi kẻ khác đều phải chết, thì huống chi ơn của Đức Chúa Trời và sự ban cho trong ơn Ngài tỏ ra bởi một người là Đức Chúa Giêsu Christ chan chứa cho hết thảy mọi người khác là dường nào. Lại, sự ban cho này chẳng phải như việc xảy đến bởi một người phạm tội đâu. Sự phán xét bởi chỉ một tội mà làm nên đoán phạt,
nhưng sự ban cho của ân điển thì sau nhiều tội rồi dẫn đến sự xưng công bình. Và nếu bởi tội một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, thì huống chi những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật, họ sẽ nhờ một mình Đức Chúa Giêsu Christ mà cai trị trong sự sống là dường nào. Vậy như bởi chỉ một tội mà sự đoán phạt rải khắp hết thảy mọi người thế nào, thì bởi chỉ một việc công bình mà sự xưng công bình là sự ban sự sống cũng rải khắp cho mọi người thế ấy. Vì như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình. Và luật pháp đã xen vào hầu cho tội lỗi gia thêm, nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thế nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thế ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Đức Chúa Jesus Christ là Chúa chúng ta. Chương 23. Người hoạn hoặc vì ngoại thận bị dập hay là bị cắt sẽ không được phép vào hội của Đức Giê-hô-va. Con ngoại tình không được phép vào hội của Đức Giê-hô-va, dầu đến đời thứ 10 cũng chẳng vào được. Dân Am-môn và dân Mô-áp sẽ không được phép vào hội Đức Giê-hô-va, dầu đến đời thứ 10 cũng chẳng hề bao giờ vào được. Bởi vì khi các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, chúng nó không đem bánh và nước ra rước các ngươi trên đường. Và bởi vì chúng nó có mướn Ba-la-am con trai Bê-ô ở Bê-thô-rơ tại Mê-sô-bô-ta-mi đi đến rủa xả ngươi. Nhưng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi không chịu nghe Ba-la-am, bèn đổi sự rủa xả ra sự chúc phước cho ngươi, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi thương mến ngươi. Trọn đời ngươi chớ hề cầu sự bình an hoặc sự ích lợi cho chúng nó. Chớ lấy làm gớm ghiếc người Ê-đôm vì là anh em mình, cũng chớ lấy làm gớm ghiếc người Ê-díp-tô vì ngươi đã làm khách trong xứ người. Con cháu họ sinh về đời thứ ba sẽ được phép vào hội Đức Giê-hô-va. Khi ngươi kéo binh ra hãm đánh quân thù nghịch mình, hãy coi chừng về mọi việc ác. Ví bằng trong các ngươi có ai không được tinh sạch bởi mộng di xảy đến lúc ban đêm, thì người đó phải đi ra ngoài trại quân chớ vào. Buổi chiều người sẽ tắm trong nước, rồi khi mặt trời vừa lặn sẽ vào trại quân lại. Ngươi phải có một chỗ riêng ở ngoài trại quân, ấy là nơi ngươi phải đi ra. Phải có một cây nọc với đồ tùy thân. Khi nào muốn đi ra ngoài, hãy lấy cây nọc này mà đào, rồi khi đi phải lấp phẫn mình lại. Bởi vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đi giữa trại quân ngươi, đặng giải cứu ngươi và phó kẻ thù nghịch cho. Vậy trại quân ngươi phải thánh, kẻo Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi thấy sự ô uế ở nơi ngươi và xây mặt khỏi ngươi chăng? Khi tôi tớ trốn khỏi chủ mình chạy đến nhà ngươi, chớ nộp nó lại cho chủ. Nó sẽ ở với ngươi tại giữa xứ ngươi, trong nơi nào nó chọn, tức trong một thành nào của ngươi mà nó lấy làm ưa thích, chớ hà hiếp nó. Trong vòng con gái Israel chớ có người nào chuyên sự buôn hương, trong vòng con trai Israel cũng chớ có người nào chuyên sự tà dâm. Mặc dầu sự hứa nguyện ngươi thế nào, chớ đem vào nhà của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi hoặc tiền công của một con đĩ hay là giá trả cho một con chó, vì cả hai đều lấy làm gớm ghiếc cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Ngươi chớ đòi lời lãi gì nơi anh em mình về tiền bạc, về đồ ăn hay là về món nào, mặc dầu người ta cho vay để ăn lời. Ngươi được phép lấy lợi người ngoại bang, nhưng chớ lấy lợi anh em mình, để Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho ngươi về mọi việc ngươi sẽ làm trong xứ mà ngươi sẽ vào để nhận lấy. Khi ngươi hứa nguyện cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi thì chớ trì hoãn làm cho xong, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi hẳn sẽ đòi sự hoàn nguyện ấy. Bằng chẳng làm cho xong, ngươi sẽ mang lấy tội. Nhưng nếu ngươi không hứa nguyện thì không phạm tội. Khi môi ngươi đã hứa cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi một sự hứa nguyện lạc ý, thì khác cẩn thận làm trọn lời ra khỏi miệng mình đó.
khi ngươi vào vườn nho của kẻ lân cận mình, thì có phép ăn nho, tùy theo miệng ăn ngon cho no nê, song không được bỏ trong giỏ mình. Khi ngươi vào đồng lúa mì của kẻ lân cận mình, thì được phép lấy tay rứt vé lúa, nhưng chớ đặt lưỡi hái vào đồng lúa mì của kẻ lân cận mình. Chương 24. Khi một người nam cưới vợ, nếu nàng chẳng được ơn trước mặt người, bởi người thấy nơi nàng một sự xấu hổ nào, thì người được viết một tờ đẻ, trao vào tay nàng, đuổi khỏi nhà mình. Khi nàng đã ra khỏi nhà người, đi làm vợ một người khác, nếu người chồng thứ nhì lại ghét nàng, viết cho một tờ đẻ trao vào tay nàng và đuổi khỏi nhà mình, hay là người chồng thứ nhì này chết đi, thì người chồng thứ nhất là người đã đuổi nàng đi, không được phép lấy nàng lại làm vợ sau khi nàng bị ô uế, vì ấy là một việc gớm ghiếc trước mặt Đức Giê-hô-va. Ngươi chớ đổ tội cho xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp. Khi một người nam mới cưới vợ thì chớ đi đánh giặc và chớ bắt người gánh công việc chi. Người sẽ được thong thả ở nhà trong một năm, vui vẻ cùng người vợ mình đã cưới. Chớ chịu cầm cái thớ cối dưới hay là trên, vì ấy là chịu cầm sự sống của kẻ lân cận mình. Khi người ta gặp ai có ăn cướp một người anh em mình trong dân Israel và đã bắt làm mọi hay là đã bán người, thì tên bợm ấy phải bị xử tử. Ngươi sẽ trừ sự ác khỏi giữa mình vậy. Hãy coi chừng tai vạ bệnh phung để gìn giữ làm theo mọi điều mà thầy tế lễ về dòng Lê-vi sẽ giảng dạy các ngươi. Các ngươi phải coi chừng mà làm y như ta đã dặn biểu những thầy tế lễ. Hãy nhớ lại điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi làm cho Miriam dọc đường khi các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Khi ngươi cho kẻ lân cận mướn một vật chi, chớ vào nhà người đặng lãnh lấy của cầm người, phải đứng ở ngoài. Người mà mình cho mướn đó sẽ đem của cầm ra ngoài đưa cho. Nhược bằng một người nghèo, chớ lấy của cầm người mà đi ngủ. Khá trả cho người trước khi mặt trời lặn, hầu cho người ngủ có áo sống đắp và chúc phước cho ngươi. Ấy sẽ kể cho ngươi là công bình trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Ngươi chớ hà hiếp kẻ làm mướn nghèo khổ và túng cùng, bất luận anh em mình hay là khách lạ kiều ngụ trong xứ và trong thành ngươi. Phải phát công giá cho người nội trong ngày đó trước khi mặt trời lặn, vì người vốn nghèo khổ trông mong lãnh công giá ấy. Bằng không, người sẽ kêu đến Đức Giê-hô-va về ngươi và ngươi sẽ mắc tội. Chớ vì con mà giết cha, cũng đừng vì cha mà giết con. Phàm người nào phạm tội thì phải giết người nấy. Chớ đoán xét bất công khách lạ hay là kẻ mồ côi, và chớ chịu cầm áo sống của người quá bụa. Khá nhớ rằng mình đã làm tôi mọi nơi xứ Ê-díp-tô, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã chuộc ngươi khỏi đó, cho nên ta dặn biểu ngươi phải làm như vậy. Khi ngươi gặt trong đồng ruộng, quên một nắm vé lúa ở đó thì chớ trở lại lấy. Nắm vé ấy sẽ về phần khách lạ, kẻ mồ côi và người quá bụa, hầu cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho ngươi trong mọi công việc của tay ngươi làm. Khi ngươi rung cây olive mình, chớ mót những trái sót trên nhánh. Ấy sẽ về phần khách lạ, kẻ mồ côi và người quá bụa. Khi ngươi hái nho mình, chớ mót chi còn sót lại. Ấy sẽ về phần khách lạ, kẻ mồ côi và người quá bụa. Khá nhớ rằng, mình đã làm tôi mọi trong xứ Ê-díp-tô. Bởi cớ ấy, ta dặn biểu ngươi phải làm như vậy. Chương 25. Khi nào người ta có tranh tụng nhau, đi đến tòa để cầu quan án xét đoán, thì phải định công bình cho người công bình và lên án kẻ có tội. Nhược bằng kẻ có tội đáng bị đánh đòn, quan án phải khiến người nằm xuống đất, đánh người trước mặt mình, số bao nhiêu đòn tùy theo lỗi của người đã phạm. Quan án khiến đánh đòn người đến 40, chớ đánh quá, kẻo nếu cứ đánh hơn, thì anh em ngươi vì cớ hình phạt thái quá ý, phải ra hèn trước mặt ngươi chăng. Chớ khớp miệng con bò trong khi nó đạp lúa. Khi anh em ruột ở chung nhau, có một người chết không con, thì vợ của người chết chớ kết đôi cùng người ngoài.
anh em chồng phải đi đến cùng nàng cưới nàng làm vợ, y theo bổn phận của anh em chồng vậy. Con đầu lòng mà nàng sinh ra sẽ nối danh cho người anh em chết, hầu cho danh của người ấy chết tuyệt khỏi Israel. Ví bà người kia không đẹp lòng lấy nàng, nàng phải lên đến cửa thành, tới cùng các trưởng lão mà nói rằng: người anh em chồng tôi không chịu lưu danh anh em người lại trong Israel và không muốn cưới tôi y theo phận sự anh em chồng. Các trưởng lão của thành ấy sẽ gọi người và nói cùng người: nếu người cứ nói rằng tôi không đẹp lòng cưới nàng, thì chị em dâu người sẽ đến gần trước mặt các trưởng lão, lột giày khỏi chân người, khạc trên mặt người, đoạn cất tiếng nói rằng: người nào không lập lại nhà anh em mình sẽ bị làm cho như vậy. Trong Israel sẽ gọi nhà người là nhà kẻ bị lột giày. Khi hai người đánh lộn nhau, nếu vợ có một trong hai người đến gần đặng giải cứu chồng khỏi tay kẻ đánh, và nàng giơ tay nắm nhầm chỗ kín của kẻ ấy, thì ngươi phải chặt tay nàng đi, mắt ngươi chớ thương xót nàng. Trong bao ngươi chớ có hai thứ trái cân, một thứ già và một thứ non. Trong nhà ngươi chớ có hai thứ epha, một thứ già và một thứ non. Phải dùng trái cân đúng thật và công bình, cũng phải có epha đúng thật và công bình, để ngươi được sống lâu trên đất mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. Vì Jehovah Đức Chúa Trời ngươi lấy làm gớm ghiếc người nào làm các điều này và phạm sự bất nghĩa. Hãy nhớ điều Amalek đã làm cho ngươi dọc đường khi các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. Thế nào người không kính sợ Đức Chúa Trời đến đón ngươi trên đường, xông vào binh hậu ngươi, đánh các người yếu đuối theo ngươi, trong khi chính mình ngươi mệt mỏi và nhọc nhằn. Vậy, khi Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã ban sự bình an và giải cứu ngươi khỏi mọi kẻ thù nghịch vây phủ ngươi trong xứ mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi nhận lấy làm sản nghiệp, thì phải xóa sự ghi nhớ Amalek khỏi dưới trời, chớ hề quên. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.